Welcome to Tonight with Việt Thảo. Hy vọng rằng tối hôm nay các bạn đang ở đây cũng như đang ở nhà có một cái great show, một cái show thật hay với Việt Thảo. Vì người khách hôm nay là một vị khách cũng rất đặc biệt, rất là quen thuộc với chúng ta trong cộng đồng người Việt Nam khắp nơi, nhưng mà cũng rất xa lạ. Quen thuộc là tại vì đã trình diễn khắp nơi, chỗ nào cũng có tiếng hát của người này. Nhưng mà xa lạ là tại vì có những cái chúng ta chưa biết. Hôm nay sẽ bật mí hết nha. Thật vui. Người đó là ai? Trong chốc lát chúng ta sẽ biết. Có một điều là trong cộng đồng Việt Nam của chúng ta có nhiều điều Việt Thảo khi đọc báo thấy lạ lắm nha. Từ trước giờ trong suốt 30 mấy năm qua giống nghịch như nhau, giống như một cái khuôn khổ nha. Nhưng mà nó nghịch lý cái chỗ là những cái buồn mà trong đó lại chứa cái vui. Là cái gì? Đó là những cái bản tin phân u ở trên báo tôi từng đọc. Buồn chỗ nào? Buồn là khi người ta chết, người ta mất đi là mình phải phân u, tức là tin buồn. Nhưng mà trong đó lại có niềm vui. Vui chỗ nào? Thí dụ như đăng tin là chúng tôi vô cùng đau đớn báo tin buồn cùng thân bằng quyến thuộc. Là cha ông của chúng tôi là ông Nguyễn Văn Nga, tên thánh là gì đó, đã về hưởng nhan thánh chúa. Hay là đã được chúa gọi về. Đã được Chúa gọi về là tin vui, sao tin buồn được? Phải không nào? Cho nên có đôi khi là cái vui là được Chúa gọi về kèm theo, ở trong cái buồn là vì tạ thế mà cứ gặp chung lại, cho nên mình thấy nó hơi nghịch lý. Ở bên Phật giáo cũng vậy, đăng là chúng tôi vô cùng đau đớn báo tin buồn cùng thân bằng quyến thuộc, bà Nguyễn Thị B, pháp danh là gì đó, đã về cõi vĩnh hằng. Về cõi vĩnh hằng là lên cõi nước bàn là phải tin vui chứ. Cho nên tôi nghĩ rằng do một cái thói quen rồi chúng ta cứ đăng tin phân u chia buồn như vậy, nhưng mà kèm theo là cái tin như là đã coi như chết, là theo người ta nghĩ là đã được Chúa gọi về. Nhưng mà nếu Chúa gọi về phải là tin vui. Cho nên giờ Thảo nghĩ sau này nha, tất cả các báo đừng có phân u mà chia buồn nữa, đăng tin lên đó. Tất cả tin vui hết. Chúng tôi vô cùng hoan hỷ báo tin vui, ông Trịnh Việt Thảo đã được Chúa gọi về. Thì trong đời sống chúng ta sẽ không buồn nữa, phải không nào? Chúa gọi về phải vui chứ. Lên cõi nước bàn, về cõi vĩnh hằng là phải vui. Sau này nha, khi mà Việt Thảo chết, mọi người nhớ nha, đừng bao giờ chia buồn nha. Chúng tôi vô cùng hoan hỷ báo tin vui, MC Việt Thảo đã được Chúa gọi về, hay là về với cõi nước bàn gì đó. Alright. Ok, tonight với Việt Thảo sẽ giới thiệu một người rất đặc biệt nha. Đặc biệt chỗ nào? Và người đó lạ làm sao, hay làm sao, gần gũi với chúng ta thế nào, xa nghĩa thế nào, sau phần thông tin thương mại. Back to Tonight with Việt Thảo. Và việc đầu tiên trước khi giới thiệu guest, Việt Thảo muốn trả lời cái phần thư tín. Thư tín thì các bạn có thể gửi về cho Việt Thảo ở địa chỉ là tonightwithvietthao@schannel.com. Yeah. Hoặc là nếu mà dễ nữa đó thì các bạn cứ gửi về MC Việt Thảo cũng được, ở đâu cũng được. Chúng tôi sẽ chọn ra và trả lời thư tín của các bạn. Có một điều xin lỗi là nhiều thư tín gửi về nhưng mà không thể trả lời hết trong một lúc, trong một chương trình được. Yeah. Mình phải chia ra. Ngày hôm nay có bạn hỏi Việt Thảo, khi mà đi thu hình những cái tiệm ăn uống đó, thường thường không phải là ăn một món, có khi ăn rất nhiều món, mà tô lớn lớn một phần ăn như thế này, thì những thức ăn dư đó đó mình có đem đi cho homeless hay không nha, hay là mang to go về ăn hay không, chứ nếu mà bỏ thì nó lãng phí vô cùng. Thì hôm nay Việt Thảo xin được trả lời ngắn gọn như thế này. Thứ nhất là mỗi một phần ăn khi người ta làm ra cái tiêu chuẩn nó là như vậy, không thể làm nhỏ hơn được. Khi mình ăn mà giới thiệu cái thức ăn thì nó phải đẹp, phải đủ tiêu chuẩn và cái kích cỡ nó cỡ nào. Không thể mà đem ra mình chỉ làm cái chén nhỏ xíu rồi ăn nó cũng không ngon lành gì hết. Mà ăn hết tất cả các món không thể nào ăn hết được. Như vậy thì những cái thức ăn dư để mình làm cái gì? Ở bên Mỹ đó, vấn đề vệ sinh là số 1 ở trong các nhà hàng. Chỉ cần một con dán thôi, Health Department có thể shut down cái nhà hàng đó. Cho nên tất cả những thức ăn dư người ta phải bỏ liền lập tức, chứ không có chuyện để dành lại. Mà để dành lại cũng không ai ăn. Thường thường thức ăn ở đây người ta ăn, ta làm cái mới à. Rồi bây giờ nếu như các bạn không hiểu, đề nghị cho homeless. Thứ nhất, đi tìm homeless ở đâu. Bây giờ cho dù có thấy homeless, mình đem thức ăn lại, thí dụ tô phở cho làm sao bây giờ? Cho người ta phải cho cái mới, chứ cho cái ăn dư chưa chắc người ta đã nhận. Mà ngay cả thức ăn của mình với người Mỹ cũng chưa chắc đã thích hợp. Đúng không nè? Rồi, bây giờ cho ăn mà lỡ có chuyện gì, có phải mình có chuyện không? Thực ra đó, đối với những đạo luật bên Mỹ đó, có nhiều người không hiểu, tưởng rằng cho ăn người ta thưa kiện mình có thể bị trở ngại, nhưng mà không có. Cho ăn cái chuyện người ta như thế nào mình không có bị ảnh hưởng gì cả. Nhưng đã có những trường hợp người ta thưa kiện trong vấn đề ăn uống. Cho nên các công ty thực phẩm lớn cũng vậy, thà dư nó dục bỏ. Hàng năm nha,
hàng năm đó hàng bao nhiêu chục tỷ tấn thức ăn ở nước Mỹ coi như là quan phí đó, bỏ đi. Nhưng người ta thừa thà bỏ, chứ người ta không để cho để mà mang tội giả vào người. Cho nên các bạn thấy khi Việt Thảo ăn là ăn thử thôi, test, chứ không thể nào ăn hết được. Cho nên các cả thức ăn dư đó phải bỏ thôi, đành chịu. Ok, đó là phần trả lời thư tín với các bạn. Và các bạn có những câu hỏi thắc mắc thì cứ việc gửi về cho Việt Thảo ở mcvietthao@yahoo.com hoặc là ở trên tonightwithvietthao@schannel.com. Alright, và bây giờ người guest đặc biệt hôm nay là TV Chi Bảo nha. TV Chi Bảo, nói đây thì mọi người biết rồi đó, là người yêu của lính nha, chuyên hát nhạc lính nha, nhạc mà thời trang hồi xưa người ta rất là thích. Và một trong những tiếng hát đó chính là nữ danh ca Phương Hồng Quế. Yeah. Nói thiệt một câu nha. Dạ. Đi hát chung với nhau nhiều. Mà bây giờ nhìn Phương Hồng Quế hát vẫn mê như thường. Tôi nói thật. Phương Hồng Quế có thể nói là một ca sĩ trong những ca sĩ đi hát, mà đặc biệt Phương Hồng Quế cái chỗ đó, tánh tình dễ thương. Tánh tình dễ thương không phải riêng đối với Việt Thảo hay là những anh em nghệ sĩ, mà tánh tình dễ thương ở chỗ là ngay cả chùa nha, nhà thờ, cộng đồng hay là bầu show cũng vậy. Khi mời Phương Hồng Quế, cái đầu tiên, cái giá cả không phải là cái quan trọng, đúng không? Cái đầu tiên là cái ngày giờ đó có available hay không, có sẵn sàng hay không. Còn giá cả không phải, thường thường đó người ta định cái giá cả của một ca sĩ là cái danh dự nha. Cũng như cái tên tuổi của mình phải là cái giá bao nhiêu. Nhưng mà đối với Phương Quế cái đó không quan trọng bằng cái đem tiếng hát cho mọi người, đúng không? Dạ vâng. Dạ. Cảm ơn Việt Thảo. Cảm ơn Việt Thảo rất là nhiều đã có những lời khen mình. Nhưng mà sự thật không mà có khen. Nói sự thật. Sự thật mà nói rằng mỗi người có một cái ý nghĩa khác.
một cách làm việc khác. Phương Quế thấy rằng ở cái tuổi này của mình mà được mọi người mời mình, biết đến mình thì đó là một cái hạnh phúc lớn nhất của mình rồi. Nói muốn khóc luôn á. Cho nên là mình không có đặt một cái giá nào đó, là bởi vì mình biết rằng cái việc làm của mình người ta quý trọng mà người ta mới mời. Nhưng có một điều đó nhiều người chưa biết nghe là không phải bây giờ. Có nhiều người rằng tại vì ca sĩ lớn tuổi hay là có thể gần hết thời rồi mình đi hát gì để có chỗ hát. Không phải. Từ hồi xưa đến giờ Phương Hồng Quế là vậy. Dạ. Cảm ơn Việt Thảo rất là nhiều. Đã có những cái lời nói, nhưng mà sự thật ra đó là cái đời sống ai cũng cần hết á. Cái vật chất ai cũng cần, nhưng mà Quế nghĩ rằng từ cái tâm mình quan trọng hơn. Nhớ gần đây nhất, show xong xuôi rồi, Phương Quế vô từ giả ông thầy về. Dạ. Nha. Cái Phương Quế đi ra hỏi sao chưa vậy? Sao từ giả hoài mà chưa thấy ông nói gì hết? không dám nhắc luôn. Rồi tự động đi về hả? Bởi vậy. Rồi thầy không có gửi gì hết. Rồi sau đó thầy gửi là chuyện của thầy. Dạ đúng rồi. Mà chào 4 lần rồi. Mà sao thầy không nói gì hết trơn à? Cái ra nói Thảo nói chứ ủa sao nói là đi về có người trước sao đi vòng vòng hoài vậy? Cái Quế nói chứ trời ơi chào thầy 4 lần rồi mà thầy không nói gì hết trơn à? Thôi cái Thảo nói giờ ta... nói thôi vậy thôi mà đi về. Mình về rồi chừng nào thầy gửi thì gửi, thầy là quên thì cũng thôi. Mà thầy từ từ thầy cũng gửi. Mới vừa rồi cái show ở Phila, Thảo nhớ không? Mình đi Tết đó. Trời ơi, mà kỳ vừa rồi đó, kỳ trước nữa đó thì thầy chờ lâu lắm thầy mới gửi check. Rồi cái show vừa rồi mình cũng chào 4-5 lần luôn đó. Mà trời lạnh gần chết quý vị biết không? Ở Phila đó là... Nhưng mà phải nói rõ thêm một điều nha. Mặc áo lạnh hát luôn đó. Nói rõ thêm một điều. Không bao giờ nói giá ca sĩ là bao nhiêu. Thảo kêu cũng vậy nữa. Thảo kêu Quế đi hát đâu, Quế cũng nói nữa. Rồi, thôi được. Chừng nào mà có nhiều cho nhiều, có ít cho ít vậy đó. Là tại bữa sau mình dễ người thì dễ ta. Với lại là từ xưa giờ Phương Quế vẫn vậy. Không có đặt cái chuyện, cái tiền bạc nó lên trên. Nhưng mà có một điều nè. Lần hát ở Florida thì Thảo nhớ nha. Hay lắm, cái này hay lắm. Mình nhìn mình cứ tưởng là hai người phải là tình yêu dữ lắm nha. Nha. Một người tặng cho Phương Quế cứ mỗi sinh nhật đúng không? Dạ đúng rồi. Mỗi sinh nhật là gửi qua tới. Nói dạ. Gì cái đó, hay lắm. À, cái anh đó là một cái anh chiến sĩ không quân. Mà anh quen mình từ lúc mà mình còn nhỏ lắm. Tức là chưa có chồng. Dĩ nhiên rồi, lúc là còn lúc 18, 19 tuổi rồi đó. Và khi mà mình sang Mỹ là 20 mấy năm rồi. Khi mà gặp lại mình, anh ở Florida như Việt Thảo nói, gặp lại mình thì là cứ ngày sinh nhật của mình là ngày 19 tháng 6. Là ngày quân lực luôn. Dạ, ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Thì đúng ngày đó là có hoa gửi tới, mà đến bây giờ là 20 mấy năm. Và bất cứ những cái chỗ, nghĩa là hãy tới ngày sinh nhật là anh gửi hoa tới. Nhưng mà nói thiệt nè, hồi xưa hai người có quen biết tình ý gì không? Dạ không. Ảnh thì có tình ý hay không thì mình không biết. Nhưng mà đối với Phương Quế thì có nghĩ rằng ảnh chỉ là một người bạn, người anh của mình thôi. Nhưng mà người ta có nghĩ mình là người bạn, người anh hay là người em hay không? Thì có thể là ảnh ý nghĩ như thế nào đó. Nhưng mà mình thì không nghĩ như vậy. Nhưng mà quý ở cái chỗ là mỗi một sinh nhật mình đều có hoa của ảnh. Và khi mình hát ở những vùng phụ cận Florida, không phải là Tampa nơi ảnh ở, anh cũng lái xe mấy tiếng ảnh đến. Và có một cái mà Phương Quế rất là cảm động với cái tâm tình của anh là như thế này. Cái ngày đó 19 tháng 6 mà cái năm đó Quế không nhận được hoa. Tới ngày 21 thì Quế mới nhận được cái bó hoa của ảnh. Đó, thì Quế gọi Quế cảm ơn. Đó thì ảnh mới nói là sorry anh bị trễ là tại vì ba anh mất ngày 16 tháng 9. Cho nên anh gửi hoa trễ cho Phương Quế và em nghe nước mắt em chảy luôn. Là tại vì em thấy cái tâm tình mình không có, anh quý, anh thương mình đến mức độ như vậy. Có thể là anh ái mộ mình, cũng chưa biết chừng nữa. Hay là như thế nào cái tình cảm. Nhưng mà trong lúc đó, thí dụ như những cái hoa gửi tới mà trong khi Phương Quế lúc có gia đình đó thì có chồng đó thì có ảnh hưởng gì không? Có sao không? Dạ không anh, nhưng mà đều trong 20 mấy năm nay thì em độc thân, thật ra ai gửi bông em nhận hết á. Đó là điều mà tôi chưa biết. Dạ, từ lúc em qua Mỹ tới giờ là năm 91 tới giờ đó. Em độc thân duy tính ra ai gửi nhiêu bông em nhận hết à. Thảo có gửi em cũng nhận nữa. Mà quý vị chưa có biết đâu. Đáng lẽ là Phương Quế Việt Thảo là một cặp đôi rồi đó. Lúc mà... Nó cho nói không? Cho nói không? Cho mình nói không? Hồi đó thì Việt Thảo chưa có vợ. Đó, mà Phương Quế mới qua đó thì là đi chuyển âm. Không, tôi đang nhớ coi có thiệt hay không đó. Anh đừng có phủ phàng như vậy. Anh là người bồng con em nè. Lúc đó là bé Cát Phương. Phải nói rõ nè, bồng con của em. Bồng con của em. Chứ không phải là con của hai đứa.
thì dĩ nhiên là em đang nói chuyện tình sắp sửa xảy ra, tức là khi em có con trước rồi. Dĩ nhiên chắc chắn rồi, anh nói rõ. Không phải rõ ràng tôi, người ta hiểu lầm tưởng anh với em có con sao? Ông hiểu lầm cũng đâu có sao đâu. Anh bồng con nè, mình vô một chuyển âm phim ha, rồi Việt Thảo bồng con thì nói ngay lúc đó đó là anh Ngọc Chánh là người sát cảnh, Ngọc Chánh sát cảnh khi anh cũng mai mối. Anh nói phải nói rõ là lúc đó là mình có cái VT Studio mở một cái phòng chuyển âm để chuyển âm phim bộ Đài Loan. Từ Quế tập chuyển âm đó, vô tập chuyển âm, làm chuyển âm thì đem con tới thì Việt Thảo bồng kia nọ không biết thế nào mà anh Chánh anh nói là anh Ngọc Chánh anh nói thôi. Hú hồn tưởng nói bồng không biết thế nào nó kêu bằng ba cái chắc chết. Nhưng mà lúc đó nhớ ngàn nhớ cái hình ảnh là Phương Quế vô làm chuyển âm đó. Bà vô phòng chuyển âm ta bà mặc vest. Có không? Mặc vest đàng hoàng luôn. Đúng rồi. Cốt. Dạ. Dạ đúng rồi. Đúng là nhớ. Rồi, Ngọc Chánh sao? Ngọc Chánh mai mối rồi nói thôi giờ nhỏ này thì cũng độc thân. Mà Việt Thảo cũng độc thân nữa. Thì thôi giờ ráp vô cho rồi đi. Nói thành Chánh làm mai đi. Đúng với ông làm sao trận lất hết trơn à. Tới giờ là Việt Thảo đi lấy vợ khác. Còn mình thì là vẫn cu ki. Ý vậy là sao? Tại sao mà gặp tôi từ giờ cứ nói chuyện chưa có chồng hoài vậy trời? Là tại em muốn nhắc lại cái chuyện tình xa xưa. Ừ. Đáng lẽ là thành cặp đôi mà không thành. Vậy sao hồi đó không nói cho người ta biết? Trời, bởi vì tao nói là tình cái mà tình chỉ đẹp khi còn dang dở mà. Nè, tình chỉ đẹp vậy. Bậy nữa, nói bậy chứ nữa. Nếu mà hai đứa sáp với nhau nhiều khi bây giờ cũng đánh lộn, chửi lộn rồi cũng ben rồi. Người ta nói không biết cũng banh mất tiêu rồi chứ đâu có còn nữa đâu. Người ta nói không? Tình chỉ đẹp khi còn dang dở là hai người đã có tình ý với nhau rồi dở dang. Em có tình, anh không có tình nhưng mà em có. Chết chưa? Trời ơi, quý vị thấy không? Bữa nay Việt Thảo chết ngắt luôn. Mà còn cái vụ này hay lắm nữa đó. Mà bây giờ hôm nay là xin lỗi quý vị cho là khai hết Việt Thảo. Hey, tonight my show. Nhưng mà do show cho nên là phải cho khán giả biết. Talking about you. Your show. Okay. But my problem. What's your problem? Vụ gì? Vụ gì là cái vụ như thế này. Việt Thảo gặp qua gái. Qua ngồi ghế này đi, tôi qua bệnh. Lâu lâu phải bị người vậy mới được. Rồi. Bây giờ cho kể thì kể nữa. Mai Phước hồi đó tôi không cưới bả vậy là tôi chết ngắt luôn á. Đó, bởi vậy cho nên nó đừng có cưới. Tình chỉ đẹp khi còn gian dở thôi, vậy là đẹp chưa nhất. Có tình cứ gian dở quá. Vui lắm, cái vụ này vui lắm. Gì? Hả? Gì? Cái vụ mà ở Florida nữa, cũng xảy ra ở Florida nữa. Vụ gì? Đi hát show ra, cái Việt Thảo thấy dữ dằn á. Miệng thì nói như vậy, nhưng mà sự thật đó, nhát cái à. Nhát gì? Nhát lắm luôn. Nhát gặp, cái gì? Gặp gái thấy tung tướp tướp lại nói chuyện luôn. Ngoài miệng rồi thấy dữ lắm nha, mà bị gái rượt. Hey. Gái rượt mà nghĩa là... Cái gì? Nó hèn ở cái chỗ như vậy. Hát vừa xong ra đó, cái cô đó cổ đeo theo hoài à. Cổ đeo theo hoài à. Rồi đi vô nhà hàng cổ cũng đeo theo riết vậy đó. Rồi cái ông cổ ngồi đây thì là Việt Thảo xích đích quanh kia. Rồi cái đến hồi cứ đi ra xe. Ra xe cái ông cổ là cổ hẹn hò với ông này sao. Ông này cũng có không biết có hứa hay không nữa. Cái mình đi ra xe, mình lên xe ngồi rồi. Vừa mới đóng cửa xe lại, ông rượt theo, ông chạy. Ông chạy rượt theo, rập rập mở cửa. Ông kêu mình vậy đó, mặt xanh lè chứ nhỉ. Cô đó cổ rượt, cổ hẹn. Có hẹn vào hotel sao không biết, mặt xanh lè. Má ơi, làm sao má biết người ta hẹn vô hotel được? Không, ta về sao? Cái mặt xanh lè, anh cứ đập cửa vậy nè, anh đập cửa. Mà mình đã đóng cửa, mở ra, lẹ, mở giùm Thảo, mở giùm Thảo. Mở cửa, ông phóng lên liền, mặt cũng xanh lè luôn. Chỉ sao bà kêu rượt theo. Bà kêu còn rượt theo nữa, rượt theo đặng kéo ông xuống á. Mà mặt cũng xanh lè luôn vậy đó. Cho nên thấy như vậy mà không phải vậy. Không có xanh lè đâu mà sao. Tối thui sao biết xanh lè không biết. Sao không biết, tối cũng thấy nữa mà run nữa chứ. Hàng chứ. Không quý có, quý có. Mở cửa qua, mở cửa Thảo. Để đừng nói gì. Bà rượt quá, bà rượt, cô này có rượt quá chịu nói. Mở cửa lẹ lên. Qua đây ngồi đi. Có, người ta mời đi ăn. Nhưng mà mình nói mình đi ăn rồi, được cổ đòi đi theo. Trời mình... giờ đó 11 giờ đêm còn ăn gì nữa. 12 giờ mấy rồi. Mà hồi chiều cổ rù rì, cổ nói rồi. Rồi bà đi tới nơi luôn rồi, tới luôn rồi. Cổ hỏi tới. Mình nè, cổ hỏi là ca sĩ ở khách sạn nào. Ừ. Cái mình mới nói ở chỗ đó, chỗ nọ vậy đó. Rồi cổ đi tới luôn đúng nha, cổ đi tới nhà hàng luôn. Cổ tới nhà hàng. Cổ chửi á, cổ trách á. Thì hôm cô sau khi dễ. Đâu có, hình như là sáng hôm sau cổ nói đó, cổ nói là Diệt Thảo khi dễ cổ đó. Diệt Thảo trốn gần chết luôn. Vậy coi cũng vậy, nói nữa. Coi vậy mà hèn ghê vậy nha. Cái gì hèn Thảo?
đầu năm đầu tháng, xin lỗi quý vị, lâu lâu mới được Bà ngon đi, bà dám không? Đó, ông có rủ tôi hoài rồi đó. Mà rồi lúc mà tôi tới cái ông chạy à. Mấy lần rồi quý vị ơi. Như ông vậy đó nghe, đừng có nghe lời nha. Nghe Phương Quế rõ ràng là đòi tới với Thảo nha. Chứ Dược Thảo không có rủ nha. Tới từ lúc phòng chuyển âm 20 mấy năm trước cho tới giờ vẫn đòi tới nha. Nhưng mà ông rủ tôi mấy lần mà ông đâu có rủ trả lời đâu. Ok, đâu, câu kỳ chuyện giờ rồi đó, đó. Hết rồi, tới giờ quảng cáo rồi bà, không có nói nữa. Thôi quảng cáo. Trở lại với chủ đề của Việt Thảo sau có phần thông tin thương hại. Hey, back to tonight with Việt Thảo. Giờ hôm nay thì có nhiều điều chưa biết ha. Bữa nay mình thật là vui trong mong rằng tonight with Việt Thảo sẽ đem nguồn vui đến cho tất cả mọi người. Và đặc biệt với Phương Hồng Quế. Quế nè, hồi nãy nói là TV Chi Bảo, Thảo nhớ hoài 72 nhưng mà là 70 phải không? Dạ 70 anh. 70, dạ. 72 là mùa hồi đã lửa, 70. Dạ 70. Cái TV Chi Bảo là như thế nào? Nói chút xíu về cho đó. Để cho có nhiều anh chị em trẻ đó, dạ, không hiểu hồi xưa khi mà Phương Hồng Quế còn là ca sĩ ở Việt Nam hát trên đài truyền hình số 9, yeah, và đài truyền hình quân đội, yeah, số 7 chứ. Ban đầu số 7, yeah, số 7 thi sách, ở đường thi sách. Dạ, yeah, là lấy số 7 luôn. Rồi sau đó mới số 9 ở đường học tập tự. Dạ, yeah, là yeah, truyền hình quân đội. Dạ, yeah, không, là truyền hình cả hai luôn. Rồi quân đội cũng thâu hình ở đó luôn. Thì yeah, TV Chi Bảo là như thế nào? Thì cái năm đó là cái năm là Phương Hồng Quế hát nhiều lắm. Tức như là nó có 3 cái studio A, B, C, thì ở bên A đó thì chẳng hạn như là chương trình Tiếng Thùy Dương của nhạc sĩ Châu Kỳ. Còn cái bên B đó là chương trình của Phạm Mạnh Cương. Còn bên C là của Nha Động Viên hay là của chương trình Thép Súng chẳng hạn, chương trình Chiêu Hồi vậy đó. Thì sáng thì Quế vô trong đài truyền hình đó là hát bên A, xong rồi đi qua bên B, xong rồi lại qua bên C nữa. Thì hầu như là sáng sớm mà vô đài truyền hình đó là có cái ghế bố nằm trỏng luôn. Rồi bữa trưa đó là đi ra câu lạc bộ ngoài đó kiếm gì ăn đó là trở vào đài luôn. Thì khi mà bật đài truyền hình lên á, đài nào cũng có, chương trình nào cũng có mặt Phương Hồng Quế hết. Thì lúc đó đó các anh nhà báo, thì có cái anh đó là anh Vũ Duy, nhà báo Vũ Duy, làm cho hình như là tờ Màn Ảnh hay Kịch Ảnh gì đó. Đó, thì anh mới phỏng vấn xong rồi anh đặt cho mình cái tên. Như vậy là từ báo chí mà ra. Dạ, từ báo, dạ, chí và từ khán giả. Và từ gửi thơ vô luôn, bình bầu như thế nào đó. Thì anh mới ra cái danh từ là TV Chi Bảo. Thì tất nhiên Quế mới hỏi là cái nghĩa như thế nào. Thì anh nói là Chi Bảo là một vật gì đó, nó quý giá lắm. Đó thì mình có cải lương Chi Bảo Bạch Tuyết nè. Chi Bạch Tuyết, dạ, là cải lương Chi Bảo. Và bên mình Tân Nhạc thì mình là TV Chi Bảo. Thì từ, dạ, đó thì có cái tên TV Chi Bảo. Dạ. Bây giờ cái show tonight Quế Việt Thảo làm cho thiệt hay đi. Nữa cái thành show Chi Bảo. Show Chi Bảo. Việt Thảo Chi Bảo chứ. Không, đâu có. Việt Thảo Chi Bảo là mấy đứa nhỏ. Là Chi Bảo của Việt Thảo. Ồ, oh, dạ, dạ, dạ. Bây giờ nè, Quế nãy có hỏi là cái vụ mà nói hèn hai lần cắt bỏ vậy anh bác. Dạ, dạ. Chương trình Tonight with Việt Thảo không có cắt ráp nha quý vị. Nhà đi thẳng luôn. Quế có nói hai tiếng hèn, ba tiếng hèn á, cái chuyện đó đúng thôi. Mình, dạ, giống như lính đầu ngũ mà mình hèn thiệt sợ gì. Tại vì nhiều khi đó là chị em mình nói chuyện nghệ sĩ thì nó hay cởi mở, hay vui. Nó vui hơn. Có, dạ, thể là nhiều khi khán giả thương thì khán giả bỏ qua cho. Ồ, có cái đó có nha, có nha. Khi trong nhất là cái talk show đó rất là quan trọng. Dạ. Có những cái show không vui là tại vì cái người host không dám hỏi. Dạ. Hỏi quá đó thì những người guest khác người ta không dám lên show mình. Mà hỏi quá nhiều khi người kia cũng khó trả lời. Chỉ, dạ, có sự đồng tình, ví dụ Dư Quế với Thảo đó, dạ, đồng ý với nhau mình nói chuyện thoải mái. Dạ. Thành ra cái đó mới tạo niềm vui được. Dạ. Cho nên là mỗi lần mà mình talk show như vậy mình không có cắt ráp đó, thì anh chị em nghệ sĩ có nói cái gì mà sơ sót thì cũng như Phương Quế bây giờ nó cũng lớn tuổi rồi, Việt Thảo cũng lớn rồi. Nó khổ cái này. Mà nếu mà cái người nghệ sĩ thì không bao giờ thấy mình già hết á. Tại vì cái thí cuộc dụ sống nha, của mình, cái fan của Phương Quế mà Việt Thảo nói mà có vẻ lấn lướt Phương Quế là người ta cũng không chịu. Nó, dạ, ngược vậy đó, dạ. Mà thí dụ Phương Quế nói cái gì mà Việt Thảo bị hurt, dạ, thì fan của Việt Thảo không thích, dạ. Đó, thành ra mong các bạn nhớ cái điều đó. Chúng tôi tạo nguồn vui cho mọi người. Lúc, dạ, nãy nói rằng 20 mấy năm qua không có chồng là thiệt hay giả? Sự thật chứ anh. Nhưng phải có bồ, có bạn trai. Dĩ nhiên rồi, không có bạn trai sao được anh. Rồi mình còn trẻ mà, lúc mà qua Mỹ mình có 39 tuổi thôi. Vậy sao lúc đầu gặp tôi bà cũng nói yêu tôi là sao? Lúc đó là chưa có bạn trai. Mới đây nè. Thôi đừng có nói bậy đi, không dám đâu. Đi đâu đó là gái theo một đùm luôn vậy đó. À, cái này nói bậy à, cái này nói bậy là không có. Dám. Ôi bỏ đề tài gái, đó nè. Không, là tại vì Việt Thảo là người nổi tiếng nè. Thấy không, mà nhan sắc cũng ok. Thấy không? Nó không ok gì mà cách đây hai mấy năm trước có người muốn lấy mình làm thì chồng. Thì đại khái mình nói vậy thôi.
Mình nói ok tức là có nghĩa là được lắm rồi đó. Nhưng mình dùng chữ ok tiếng Mỹ thì là bà biết bà nói bà ok là sỉ nhục tôi không? Tại vì tôi ai cũng khen đẹp trai mà bà nói ok là sỉ nhục. Nè. Sorry sorry bạn. Có định lập gia đình không? Dạ không. Nếu mà định lập gia đình thì lập gia đình lâu rồi. Tại nhưng sao? Mà Quế cảm thấy rằng mình ở một mình lo cho con mình thấy mình hạnh phúc rồi. Mình không cần thiết phải có một cái người đi bên cạnh cuộc đời mình, có nhiều khi nó lại phiền phức thêm. Thấy không? Tại mình thấy cũng có nhiều cái việc chấp nối. Cái việc chấp nối đó nó rồi lại đổ vỡ. Tại vì con ông con bà, con thà đổ vỡ trước thì khỏi chấp nối. Chắc hay hơn. Một cái game trong Tonight with Việt Thảo đối với những người khách mời. Cái game đó là nói lên ba điều mà mọi người chưa biết về mình. Thí dụ như khi mình nói là một điều gì đó, điều thứ nhất mà người ta biết rồi là cái này biết rồi là mình bỏ, mình không được nói nữa. Còn nếu mà mọi người lắng nghe tức là chưa biết là mình tiếp tục nói về cái điều thứ nhất đó. Mình có ba điều để nói. Bây giờ điều thứ nhất, những cái gì về Phương Hồng Quế mà người ta chưa biết, coi như những cái bí mật của mình bật mí ra cho người ta biết. Vui được, buồn được, riêng tư được. Suy nghĩ coi. Tại vì bất ngờ quá thành ra là mình... Như vậy mình mới không có chuẩn bị. Mình không chuẩn bị. Không, chứ chuẩn bị cái nó dốc. Chuẩn bị cái nó dốc. Như vậy là hôm nay mình bị Việt Thảo lại rồi. Bị không gì? Không cho mình biết hết hồi nãy bị mình... Bị cái gì? Thì đó thì bị chơi lại rồi. Không có nha, không có nha, không có nha. Tự nhiên bạn hỏi vậy làm sao mà mình biết trả lời? Có cái gì người ta chưa biết gì vậy? Thì cái chuyện mình không có chồng là người ta biết rồi đó. Rồi gì đừng nói, có đứa biết rồi, không nói. Không, không nói rồi, cái gì chưa biết nè. Thí dụ như cái người bầu tên gì người ta đâu biết đâu, thấy không? Ông đó là ai nhiều khi người ta không biết đâu. Phải đúng không? Rồi, đúng rồi. Hay là bên ngoài có thêm con mình đâu biết đâu. Không, dù có con không có. Thì đừng nói. Cái gì? Rồi, một điều thứ nhất trong ba điều. Điều thứ nhất. Nhanh. Cái mình sợ nhất là gì biết không? Sợ nhất á. Sợ nhất là con thằng Lằng. Là có ai biết chưa? Chưa. Chưa biết đó. Điều thứ nhất là Phương Quế sợ thằng Lằng. Cho nên quý vị nha, khi nào Phương Quế đi hát bất cứ show nào, làm ơn giúp Việt Thảo bắt một mớ thằng Lằng tặng cho Phương Quế. Trời ơi, nó lạnh đó. Nó mà dính vào người mình đó. Nó lạnh lạnh mà nó ghê lắm. Thằng Lằng. Sợ lắm. Phải không? Cái con thằng Lằng đó, nó lạnh mà nó ghê lắm. Quế thấy cái con cắt kè đó giống thằng Lằng mà nó chạy ngang là Quế nổi với gà. Nhưng mà tại sao sợ thằng Lằng dữ vậy? Tại vì hồi nhỏ có một lần mới bị nó rớt vô mình á. À hả? Nó rớt chỗ nào? Nó rớt chỗ nào? Mình đang nằm ngủ. Đang hỏi nó rớt chỗ nào? Rớt vô mặt nè. Mặt chỗ nào đâu? Lúc đó biết chỗ nào đâu. Mình đang nằm ngủ vậy nè, cái tự nhiên ở trên trần nhà nó rớt bên cái trồ. Tao nói, nó chạy cái gì nè, là từ đó là Quế phóng ra khỏi giường là Quế sợ tới bây giờ luôn mấy chục năm. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai mọi người chưa biết về Phương Quế. Cái gì cũng được hết. Cái gì mà chưa biết về Quế? Tên thật, tuổi thật, có ai biết tuổi thật chưa? À, tuổi thật chắc cũng có người biết chứ. Nhưng mà phần lớn chưa biết, mình... có ai biết chưa? Chưa biết kìa, chưa biết. Nếu mà tuổi thật thì mình sẵn sàng nói thôi. Mình nói không đó, cái điều mọi người chưa biết. Là tại vì người ta thường thường tao nói là cái ngày sanh thôi. Là ngày 19 tháng 6 là ngày quân lịch. Nhưng mà chưa biết tuổi thật. Nhưng mình á, là mình tuổi con rắn. Mà người ta nói là người đàn bà mang chữ quý thì rất là tốt, đúng không? Nói theo tử vi thì mình là tuổi quý tỵ, không giấu. Đó quý vị cứ nhân lên đi. Tí sửu dần mẹo thành tỵ ngọ lớn hơn Việt Thảo đúng một tuổi nha quý vị. Đó vậy mà cứ kêu Việt Thảo bằng anh không à. Bởi vì bà này bà có tình ý từ lâu rồi. Có tình ý lâu rồi, đúng biết rồi. Nhỏ lớn tuổi anh ta. Nhưng mà đó, cái mặt này mà không đi coi thầy bói là tôi thua liền đó. Phải không? Có đi coi thầy bói nữa phải không? Tình dị đoan số 1 luôn đó. Là quý tỵ rồi. Đó, quý tỵ. Rồi, coi như hai điều. Bây giờ quý vị biết tuổi của Phương Quế là lớn hơn Việt Thảo một tuổi nha. Lớn hơn Việt Thảo một tuổi, năm nay Việt Thảo 76. Ok, điều thứ ba. Điều thứ ba mọi người chưa biết. Thích ăn đồ Bắc. Cái đó tại vì mình là người Bắc. Phương Quế người gì? Mình thích ăn người mình người gốc Bắc chứ. À hả. Mình thích ăn cái gì? Mình thích ăn canh cá thì là. Wow. Và mình biết nấu canh cá thì là rất là ngon. Hôm nào ăn một bữa nhé. Rồi, đại khái ba điều. Thứ nhất là Phương Hồng Quế sợ thằng Lằng. Điều thứ hai là Phương Hồng Quế là tuổi con rắn. Quý tỵ. Dạ. Quý tỵ. Phải có chữ quý nữa, phải có chữ quý nữa mới chịu. Người ta là trai nhâm gái quý thì sang. Đó, mình muốn sang thì mình phải nói cái chữ quý cho rõ vậy đó. Hay quá ha. Và điều thứ ba là thích ăn cá thì là ha, thích ăn tôm bạc. Ok. Hồi nhỏ có chơi chơi gì đó, chơi đũa không? Bánh đũa hả? Bánh đũa có không? Có chứ. Biết không? Con gái đúng. Mà không chơi bánh đũa sao được. Nè bây giờ bữa nay ha. Đây là cái game. Cái game giữa Việt Thảo với Phương Quế ngày hôm nay.
chúng ta trở lại cái tuổi ấu thơ nha. Sắc nấu nướng nha, chơi nhà chòi nha, đánh đũa. Ok, thì đi ra ngồi đây chơi nè. Chơi đánh đũa phải ngồi bẹp dưới thôi. Bây giờ hết biết, lâu quá rồi không có chơi sao. Thì bởi vậy mới kêu chơi game mà. Tôi chết rồi. Chứ bà biết ai kêu bà chơi bà. Trời ơi, tôi chết rồi. Nha. Cha cái này hơi bị khó. Đã chơi mấy là mấy chục năm đâu có đánh đũa. Còn xuống, đã chơi là nít. Mà con nít là có quyền đối xử nhau như nít nha. Nghe không mày? Đó. Rồi xuống. Ok. Rồi. Thôi cũng ngồi luôn đi. Ngồi. Con nít là tôi ngồi gì tôi chơi đó bà. À, cái đó là chuyện đó. Không biết bây giờ nè. Cái này là chuyện nè. Không để đó. Con nhớ không nha. Ủa sao tay nào quên nè ha. Vậy phải không? Dở hơn Diệu Thảo ha. Không biết. Bây giờ à được cái okay, rồi được cái. Bây giờ đó Diệp Thảo làm sao Quế phải làm vậy. Mà làm không được là phải thua. Thử đi. Ok. Nghe. Bây giờ đó thua là thua cái gì. Quế có cái gì để tặng cho khán giả nếu thua. Tại vì cái bà này đó nha, nếu mà tôi nói với bà đó mà bà thua đó, mà tôi hung bà là bà thua hoài thôi à. Chắc chắn như vậy đó. Mà nếu mà bà thắng đó là bà được hung tôi là bà thắng hoài. Rồi bây giờ Thảo làm sao làm vậy nha. Một nè, hai nè, đó. Chuyện hai cái. Làm hai lần nữa. Hơi bị khó nha, tại chắc là Thảo có vợt rồi, cái này mình chưa không, vợt không, mà. Không, không có vợt gì. Khi mà ông sắm cái này là ông đã ở nhà ông vợt. Bà ngồi với khó chơi, bà phải ngồi như tôi nè mới dễ chơi bà. Trời đất ơi, làm sao tôi banh ra được. Vậy có bóp vậy sao? Vậy sao ấy? Tôi không biết. Nhưng mà tôi cũng sợ thua lắm. Ở thôi. Ở dưới nói là Diệp Thảo muốn chị Quế banh ra kìa. Không, banh, thôi, đừng nghi bậy ngồi. Banh chân thôi. Ờ, muốn ngồi sao ngồi chơi thoải mái thôi. À, thôi hai cái đi. Là chuyện hai cái lẹ, hai cái. Trời ơi, ông ấy già hám rồi còn chơi cái vụ này kỳ quá. Sao mà đụng tôi bà? Nó hơi bị cái chân, giờ cái chân tôi để đâu vậy? Hai cái kìa. Ai biết nội chứ chắc. À, hai cái là bộ khó lòng quá ta. Ừ, xảy đi. Chắc thua. Được một cái. Được bây giờ rất rõ nha. Bây giờ ai thua bị ký đầu à? Rồi đó, chân nó thua ký đầu à? À vậy đi rồi chứ. Nha. Rồi, hai cái. Trời chết cha. Khó quá. Một, hai, được rồi. Có đủ áo dài. Một, hai, ba nè. Diệp Thảo có vợt rồi. Diệp... Không có vợt. Diệp Thảo có vợt ở nhà không, thôi ông ơi. Không có vợt chứ. Bà nhìn đũa này đũa ở đây mà. Ờ. Thấy cao chụp banh không được nè. Sao không được? Ờ. Ờ. Một nè, hai nè, ba. Đưa đầu đây. 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 Ký đầu. All right. Thôi được. Bây giờ gì? Không sao, bà. Ngày hôm nay đó, Tonight with Việt Thảo, Phương Hồng Quế đã đem đến cho chúng ta những nguồn vui vô tận, phải không nào? Và có những điều chưa biết về vấn đề của Phương Hồng Quế, cũng như những điều chưa biết về Việt Thảo mà do Phương Hồng Quế bật mí ra, nhé. Sẽ trở lại với một ca khúc của Phương Hồng Quế. Ca khúc gì bây giờ? Mình chọn ca khúc gì? Để mà hát một cái ca khúc mà coi như là đóng dấu, gắn liền với tên tuổi của Phương Quế từ trước nay. Dạ, vậy chắc là mời quý vị nghe bài hát của nhạc sĩ Tâm Anh. Bài hát Phố Đêm, chắc quý vị đã từng nghe Phương Quế hát rất là nhiều năm qua. Sẽ trở lại trong phần trình diễn của Phương Quế sau phần thông tin thương mại. Back to Tonight with Việt Thảo và mời quý vị cũng như các bạn thưởng thức một lần nữa tiếng hát của Phương Hồng Quế qua nhạc phẩm Phố Đêm của nhạc sĩ Tâm Anh. Cho nên còn
luôn yêu đời bằng câu ca tiếng cười, niềm vui trong giấc mơ giờ bằng quãng chưa. Thời gian có thể thay đổi, con người có thể đổi thay, nhưng mà cái danh xưng TV Chi Bảo không bao giờ có thể thay đổi được trong lòng của mọi người. Cảm ơn Phương Quế đến với Tonight của Việt Thảo. Cảm ơn The Brothers Band đã giúp cho Phương Quế hát live ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi Tonight của Việt Thảo và mong sẽ là niềm vui, nhịp cầu thân thương đến với tất cả mọi người, mọi gia đình. Thank you and good night.